Kính chào quý vị, mời quý vị tiếp tục theo dõi những thông tin thời sự nóng trên kênh youtube của Báo Tiền Phong. Thưa quý vị, hơn một tháng từ khi ông Trần Nam Hưng được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026, đến nay Thủ tướng Chính phủ vẫn chưa phê chuẩn kết quả bầu. Được biết ngày 23 tháng 4, tại kỳ họp thứ 22, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam các đại biểu đã bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026. Thay mặt Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trình bày tờ trình số 2779 giới thiệu nhân sự. Để Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Lý do ông Bửu thay mặt Ủy ban Nhân dân tỉnh trình bày tờ trình là bởi trước đó, ngày 8 tháng 4, ông Lê Trí Thanh được Hội đồng Nhân dân tỉnh miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo đó, tờ trình giới thiệu ông Trần Nam Hưng, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tam Kỳ, để trình Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026 theo thẩm quyền. Trên cơ sở thống nhất về nhân sự được giới thiệu theo tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 10 đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu bổ sung chức danh phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Trần Nam Hưng, bí thư Thành ủy Tam Kỳ. Kết quả 100% đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có mặt đã bỏ phiếu bầu bổ sung đồng chí Trần Nam Hưng giữ chức danh phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026 và biểu quyết thông qua nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử. Theo một lãnh đạo thường trực tỉnh ủy Quảng Nam, đến nay thủ tướng vẫn chưa phê chuẩn kết quả bầu. Theo vị này, vị phó chủ tịch đủ tiêu chuẩn để bầu vào chức danh này, còn lý do chưa phê chuẩn có thể do vướng về thủ tục. Bởi theo luật tổ chức chính quyền địa phương, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh là người có thẩm quyền giới thiệu để Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu các phó chủ tịch. Trong khi đó, tại thời điểm bầu tỉnh Quảng Nam đang khuyết chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vì ông Lê Trí Thanh được miễn nhiệm chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo vị lãnh đạo thường trực tỉnh ủy Quảng Nam, vừa rồi ở Quảng Nam, ông Lê Trí Thanh được miễn nhiệm chức chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chưa được giao quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhưng đọc tờ trình giới thiệu để bầu ông Hưng là chưa đúng theo quy định. Trả lời câu hỏi kết quả bầu liệu có được phê chuẩn không hay phải tổ chức bầu lại theo quy định, vị lãnh đạo thường trực tỉnh Ủy Quảng Nam nói rằng chưa biết. Tỉnh Quảng Nam đã có báo cáo giải trình với chính phủ vì hiện tỉnh Quảng Nam chưa có Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh sáng ngày 23 tháng 5, phát biểu tại tổ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã thông tin thêm về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã, sắp nhập huyện, xã giai đoạn 2023-2025. Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ, vấn đề này được Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ đặc biệt quan tâm, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm để chuẩn bị đại hội lần thứ 14 của Đảng. Cùng với đó, các địa phương rất nỗ lực, quyết liệt để triển khai việc này. Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nêu thêm một số yếu tố thuận lợi là nghị quyết số 35 năm 2023 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã đã bao trùm được tất cả các vấn đề và gần như giải quyết hết các vấn đề vướng mắc khi thực hiện sắp xếp của giai đoạn trước. Cũng theo Bộ trưởng các bộ ngành đã tập trung ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền để giải quyết khó khăn, vướng mắc của giai đoạn trước. Trong đó rất nhiều địa phương đã rất năng động, chủ động để có các chỉ thị nghị quyết của hội đồng nhân dân giải quyết vấn đề này. Đến thời điểm hiện tại, theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ, có 54 trên 63 đơn vị nằm trong diện phải sắp nhập huyện, xã. Theo đó, có 49 đơn vị cấp huyện phải sắp nhập, dự kiến giảm 12 đến 13 đơn vị cấp huyện. Số cấp xã phải sắp nhập là 1.247, dự kiến giảm 624 đơn vị. Đến nay, có nhiều địa phương làm rất tích cực và hiện có 10 địa phương trình đề án lên Bộ Nội vụ, tổ chức thẩm định và trình Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết để thực hiện sắp xếp. Tiêu biểu là tỉnh Nam Định thực hiện rất quyết tâm, quyết liệt và sắp xếp rất ổn định, có nhiều cơ chế, chính sách thuận lợi để giải quyết vấn đề cán bộ, công chức, viên chức, tài sản dôi dư. Dự kiến Nam Định giảm số lượng cấp xã khoảng 50 đơn vị. Với việc sắp xếp trong giai đoạn hiện nay, có 4 địa phương có số lượng sắp xếp rất lớn là Hải Phòng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An. Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết hiện một số địa phương có dấu hiệu trần trừ, chậm chạp chưa thực sự quyết tâm trong vấn đề này. Biểu hiện cụ thể là chưa ban hành các chỉ thị, văn bản chỉ đạo căn cơ, khoa học, chặt chẽ về mặt chính trị, thể hiện quyết tâm cao của địa phương. Về số lượng tài sản, tài chính, trụ sở dôi dư ở giai đoạn 2023-2025, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà thông tin dự kiến sẽ có khoảng 2.700 so với giai đoạn trước dân lớn. Số cán bộ, công chức không chuyên trách cấp xã dôi dư ở giai đoạn này dự kiến 21.700 người. Bà Phạm Thị Thanh Trà nói thêm. Số lượng này sắp xếp rất lớn và nếu không có các giải pháp căn cơ sẽ khó thực hiện. Tại buổi họp báo kinh tế xã hội thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 23 tháng 5, ông Cao Đoàn Việt Hùng, Phó Tránh Thanh tra Xây dựng thành phố Thủ Đức đã trả lời các vấn đề liên quan đến công trình xây dựng sai phép hơn 1000 m2 ở địa chỉ số 41 đến 49 đường An Phú, phường An Phú, thành phố Thủ Đức. Ông cho biết, công trình này đã được Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức cấp phép xây dựng. Phó tránh thanh tra xây dựng thành phố Thủ Đức cho biết thêm, cơ quan này đã lập biên bản vi phạm, yêu cầu tháo dỡ phần diện tích vi phạm ngay khi phát hiện vụ việc. Đồng thời, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức cũng ban hành hai quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ đầu tư. Ông Cao Đoàn Việt Hùng thông tin, Ủy ban nhân dân phường An Phú đã làm việc với chủ đầu tư và chủ đầu tư cũng nhìn nhận được sai phạm của mình. Họ cam kết tháo dỡ diện tích xây dựng sai phép trong vòng 30 ngày. Hiện tại, Ủy ban nhân dân phường An Phú đã thành lập tổ công tác gồm lãnh đạo phường, cán bộ địa chính, thanh tra xây dựng, lực lượng công an để túc trực tại hiện trường. Những hạng mục sai phép đã được tháo dỡ từ chiều ngày 23 tháng 5. Phó Tránh thanh tra thành phố Thủ Đức nhấn mạnh, các lực lượng kiên quyết không để người ngoài vào công trình mà chỉ cho công nhân vào trong để thực hiện tháo dỡ. Thành phố Thủ Đức kiên quyết không để công trình sai phép được đưa vào sử dụng. Ông Cao Đoàn Việt Hùng làm rõ thêm, do chưa đưa vào sử dụng các cơ quan chưa xác định được công trình này có hoạt động sai công năng ban đầu hay không. Theo đúng giấy phép xây dựng, công trình nằm ở địa chỉ số 41, 49 An Phú là nhà ở riêng lẻ, chủ đầu tư không được hoạt động các hình thức kinh doanh khác. Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh nhìn nhận, công trình trên có diện tích xây dựng sai phép khá lớn với hơn 1.000 m2, do đó thành phố Thủ Đức cần tiếp tục có thông tin chính thống về vụ việc trong thời gian tới. Cận cảnh dự án ngoan cố sai phạm, theo ghi nhận, công trình nằm tại phường An Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh thi công vượt tầng, vượt quá mật độ xây dựng cho phép, gây mất mỹ quan và ảnh hưởng đến đời sống người dân xung quanh. Công trình có địa chỉ tại 4149 đường An Phú, phường An Phú, thành phố Thủ Đức. Theo giấy phép xây dựng được Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức cấp ngày 18 tháng 3 năm 2024 cho bà Nguyễn Diệp Anh. Công trình này là nhà ở riêng lẻ gồm 3 phần công trình. Công trình 1 có diện tích hơn 760 m2, 3 tầng. Công trình 2 có diện tích hơn 390m2, 1 tầng. Công trình 3 có diện tích hơn 285m2, 1 tầng. Tuy nhiên, có thể thấy sự khác biệt từ hình ảnh bản vẽ của giấy phép xây dựng và công trình thực tế. Chủ đầu tư không chia ra từng khu vực của các công trình 1, 2, 3 mà xây liền khối. Vị trí sân ở giữa đã được bao trùm bởi tòa nhà. Mật độ xây dựng trong giấy phép là 38,38%. ,38%. Hệ số sử dụng đất 0,48, nhưng công trình hiện hữu đã chiếm gần hết diện tích khu đất. Trong tháng 4 năm 2024, cư dân xung quanh đã phát hiện sai phạm của công trình và gửi đơn khiếu nại đến Ủy ban nhân dân phường An Phú, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và cơ quan chức năng. Ủy ban nhân dân phường An Phú thông tin, từ ngày mùng 2 tháng 4 đến ngày mùng 3 tháng 5, phường đã phối hợp với thanh tra xây dựng thành phố Thủ Đức 6 lần đến kiểm tra, lập biên bản ghi nhận sai phạm, yêu cầu ngừng thi công. Tuy nhiên, ghi nhận đến ngày 22 tháng 5, chủ đầu tư vẫn tiếp tục xây dựng. Ghi nhận ngày 20 tháng 5, một số hoạt động thi công bên ngoài tòa nhà vẫn diễn ra. Công trình này cũng được xây lên 5 tầng trong khi chỉ được cấp phép xây 3 tầng. Theo ghi nhận của cơ quan chức năng, công trình 1 phát sinh nhiều diện tích vi phạm: phần sân diện tích hơn 549 m2 với kết cấu cột thép, xà gỗ sắt, phần ban công diện tích là 104 m2, cầu thang sắt từ tầng 1 đến tầng 4, xây dựng sai phép tầng 4, tầng 5 và lửng tại tầng 5 với tổng diện tích hơn 383 m2. Tại công trình 2 và 3, phát sinh vi phạm là ban công với tổng diện tích 128 m2, tổng diện tích sai phép là hơn 1.164 m2. Đến ngày 24 tháng 4, Thanh tra xây dựng thành phố Thủ Đức đã lập biên bản xử phạt hành chính vi phạm xây dựng, yêu cầu dừng thi công, điều chỉnh giấy phép. Ngày 3 tháng 5, Ủy ban nhân dân phường kiểm tra, phát hiện công trình vẫn thi công nên lập biên bản và tạm giữ tăng vật, phương tiện, chuyển hồ sơ cho Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính lần thứ hai đối với chủ đầu tư. Theo chia sẻ của cư dân trong khu biệt thự Villa Riviera, nằm cạnh tòa nhà sai phép Công trình này vẫn chưa dừng thi công dù đã bị cơ quan chức năng yêu cầu dừng để khắc phục sai phạm. Dù đang thi công nhưng công trình đã hoạt động như một phim trường, âm thanh công suất lớn phát cả ngày gây ồn ào đến khu vực xung quanh. Công trình xây hệ thống nhà tạm, chỉ lắp các tấm bọc mát, không xây trường, không hạn chế được tiếng ồn và thiếu an toàn cháy nổ. Đại diện phường An Phú cho biết, trong buổi làm việc ngày 17 tháng 5 trước đó, đại diện chủ đầu tư đã cam kết ngày 30 tháng 5 mà vẫn chưa điều chỉnh được giấy phép thì sẽ tự tháo dỡ toàn bộ diện tích sai phép đến thời gian trên mà chủ đầu tư không tháo rỡ, phường An Phú sẽ tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức rút giấy phép xây dựng và thực hiện thủ tục buộc tháo rỡ toàn bộ công trình. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi. Quý vị hãy nhấn like, theo dõi kênh để không bị bỏ lỡ những thông tin mới nhất trong các bản tin tiếp theo. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.